Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu ở cái phân khúc hạng hatchback ạ. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì lăn bánh cực ít quý vị và bạn nhé, mới lăn bánh có 18.000 km thôi. Tại sao lại chiếc xe này từ năm 2018 mà lăn bánh ít như vậy? Quý vị các bạn có biết không ạ? Bởi vì chiếc xe này nó thuộc cái phân khúc hạng nhỏ dành cho chị em phụ nữ, mà gần như chị em phụ nữ chỉ có đi lại trong phố thôi, cho nên là chạy rất ít. Tính ra năm sử dụng thì mới là đã được 4 năm rồi, gần 4 năm rồi nhưng chiếc xe mới lăn bánh được có 18.000 km thôi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp, tất cả là còn nguyên bản hết. Nguyên bản từ dàn lốp này, lớp sơ cua chưa hạ này. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Và ngoài những cái option đầy đủ mà Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc Swift 2018 này ra rồi thì chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ quý vị bạn nhé. Ví dụ như là cảm biến trước này, cảm biến sau này, đầu Android này, camera lùi, camera hành trình đầy đủ tất cả rồi, dán phin cách nhiệt rồi quý vị bạn nhé. Phiên bản đủ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2018 với dung tích là 1.2 lít thôi. Dung tích 1.2 lít đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy ở đường trường thì chiếc xe này chỉ có hết hơn 3 lít xăng cho 100 km thôi quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái thông số định mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 495 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki Swift 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2018 mới lăn bánh được 18.000 km này ạ. Và quý vị các bạn ơi, chiếc xe này là biển Hà Nội, biển rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đuôi 66 là 1966 đấy ạ. Rất là đẹp luôn, có thể nói là biển năm sinh luôn quý vị bạn nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn.